Hiền chào tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn luôn an lành và hạnh phúc. Hiền chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của luật sư Đỗ Trọng Hiền, kênh cập nhật và chia sẻ trực tuyến các văn bản pháp luật, các bản án, các quyết định của tòa án về hình sự, dân sự, hành chính, thuế, kế toán, lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, v.v. Cập nhật và chia sẻ các kỹ năng về hành nghề luật sư, về thuế, về kế toán, v.v. Cập nhật và chia sẻ hướng dẫn đào tạo học viên, nhân viên về hạch toán kế toán, báo cáo tài chính, kê khai thuế, quyết toán thuế và các công việc khác có liên quan đến pháp luật, về thuế, về kế toán, v.v. Lịch nghỉ Tết âm lịch năm 2021 của công chức, viên chức và người lao động. Bộ Lao động Thương binh Xã hội vừa ban hành thông báo 4875 trên TBL được TBH về việc nghỉ Tết âm lịch và Quốc khánh năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, dịp lễ âm lịch 2021, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 7 ngày. Trong khi đó, dịp Quốc khánh, số ngày nghỉ là 4. Cụ thể, trong dịp Tết âm lịch năm Tân Sửu 2021, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan nhà nước nghỉ liền 7 ngày liên tục. Cụ thể, từ thứ Tư ngày 10 tháng 2 năm 2021 đến hết thứ Ba ngày 16 tháng 2 năm 2021, tức ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày 5 tháng Giêng năm Tân Sửu. Trong khi đó, đối với người lao động làm việc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì Tết âm lịch Tân Sửu 2021, người sử dụng lao động chọn một trong hai phương án nghỉ một ngày cuối năm Canh Tý và 4 ngày đầu năm Tân Sửu, hoặc nghỉ 2 ngày cuối năm Canh Tý và 3 ngày đầu năm Tân Sửu. Với dịp lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm 2021, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ 4 ngày từ 2 đến hết ngày 5 tháng 9 năm 2021. Còn đối với người lao động làm việc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì người sử dụng lao động chọn một trong hai phương án nghỉ 2 ngày từ ngày 1 ngày 2 tháng 9 năm 2021, hoặc nghỉ 2 ngày từ ngày 2 ngày 3 tháng 9 năm 2021. Người sử dụng lao động thông báo phương án nghỉ Tết âm lịch và Quốc khánh cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Trước đó, ngày 26 tháng 11, Văn phòng Chính phủ cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã duyệt phương án nghỉ Tết với 5 ngày theo quy định và 2 ngày nghỉ bù do mùng 2 và 3 Tết, tức 13 đến ngày 14 tháng 2 năm 2021 trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật. Người lao động nghỉ bù mùng 4 và 5 tháng Giêng năm Tân Sửu, tức 15 đến ngày 16 tháng 2 năm 2021. Thank you.
Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mọi đóng góp, chia sẻ hoặc cần hỗ trợ tư vấn, các bạn để lại bình luận hoặc liên hệ trực tiếp với luật sư Hiền qua Zalo số điện thoại 0909164167, 0917303340 hoặc địa chỉ email hienluocsu10031982@gmail.com. Và các bạn cũng có thể vào trang web nghiệpvụketoan.vn hoặc đổgialuat.vn để cập nhật các tin tức, các bài viết có liên quan đến pháp luật, liên quan đến thuế, liên quan đến kế toán, liên quan đến lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, vân vân. Các bạn vui lòng ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký, like và chia sẻ để kênh ngày càng phát triển. Và bây giờ, chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn luôn an khang, mạnh khỏe, thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau nhé.